không có đi. Nhà tôi bỏ, đất tôi bỏ, tôi không đi. Đó, thôn xã thì đưa đi mà tôi cũng đâu có đi đâu được. Ông bà cha mẹ tôi học trước ở thì bây giờ tôi ở. Họ đập cái nhà của bà già và vợ tôi là đỡ dằn mặt một số hộ kia, là đập được nhà chúng tôi thì tất cả các hộ kia mà là ta mất hồn, ta chấp hành, ta sợ. Mấy ông di dời giải tỏa nhưng mà không có cấp đất cho coi như là tái định canh. Lên thành từ cái chỗ đó người dân không thể coi như đến đó được. Trông cốc ở đây, nhà đây, đất đây, trông đây, rồi đem đi đào tường.